quý vị đã chào mừng đến tất cả quý vị quan khách đang hiện diện tại gia đình của chúng tôi để chúc mừng ngày lễ tân hôn, chúc mừng hạnh phúc cho chú rể Xuân Huynh, sinh viên cùng cô dâu cảm duyên trong buổi chiều ngày hôm nay. Và lời nói đầu tiên cho phép Lê Thắng cùng những người thực hiện chương trình gửi đến toàn thể quý vị đang có mặt trong buổi tối ngày hôm nay lời kính chúc mạnh khỏe, lời cảm ơn chân tình, lời chào mừng thân thương, trân trọng nhất. Kính thưa quý vị, con thích kinh mến, có thể nói tình yêu là một điều kỳ diệu nhất mà ngày hôm nay Thượng Đế đã sinh ra và ban tặng cho tất cả chúng ta mọi điều tốt đẹp nhất để có nhau trên cõi đời này. Và ngày hôm nay cũng là một ngày lý tưởng nhất trong cuộc đời của chú rể Xuân Vinh khi đã tìm thấy một nửa yêu thương, một nửa hạnh phúc của cuộc đời, đó là cô dâu Cẩm Viên của quý vị. Và buổi tối đêm nay là đêm nhóm họ với sự hiện diện của toàn thể quý vị quan khách mời cũng như là tình làng nghĩa xóm đã có mặt đông đủ tại gia đình chúng tôi để ngồi lại nơi đây dùng một tiệc cháo thân mật cùng với những lời ca tiếng hát sẽ là một thông điệp rất là ý nghĩa dành tặng cho chú rể và cô dâu. Và thay lời cho gia đình cảm ơn tấm chân tình của toàn thể quý vị rất là nhiều. Còn bây giờ thì để tiếp nối chương trình ngay sau đây thì cho phép Lê Thắng tiếp nối chương trình để gửi tặng đến tất cả quý vị thông qua một ca khúc, một sáng tác của Thông Đạt. Mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Hoàn Thành Nhà Tóc. Mời quý vị cùng lắng nghe.